Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet có quy mô cực khủng do Trần Quang Trường, sinh năm 1989, ngụ phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài online đổi thưởng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính. Tính đến thời điểm triệt phá, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1997, Phạm Thanh Hải, sinh năm 1992, Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1995, Lê Văn Cường, sinh năm 1993, Hoàng Linh, sinh năm 1980.